Nhiều thành viên trong đảng Dân Chủ và cả cựu Tổng thống Obama tin rằng bà Kamala Harris không đủ mạnh để đối đầu với cựu Tổng thống Trump. Bà có thể chưa phải là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Trump vừa tuyên bố không tranh luận với bà Harris. Chính trường Mỹ bùng nổ tranh cãi có phải ông Trump muốn rút lui và sợ nữ phó tổng thống. Đáng nói, trận đấu Trump-Harris xích sao, bà Harris thắng 5 cuộc thăm dò liên tiếp. Cùng lúc lộ diện ứng viên phó tổng thống Dân Chủ được yêu thích nhất, nhân vật đó là ai? Diễn biến thêm kịch tính, cựu ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tiết lộ kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump. Kế hoạch cụ thể thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi tin quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế, tôi là Phi Yến. Kính thưa quý vị, chính trường Mỹ tiếp tục căng thẳng với nhiều diễn biến mới. Ủy ban tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris hôm 26 tháng 7 đã chế giễu cựu Tổng thống Donald Trump là sợ tranh luận với bà. Thậm chí họ đã gửi email cho người ủng hộ mỉa mai ông Trump rút lui và chỉ biết trốn ở dinh thự Mar-a-Lago. Hành động đang được đối thủ của đảng Cộng hòa thúc đẩy mạnh mẽ sau khi nhóm vận động tranh cử của ông Trump tuyên bố ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận tổng thống tiếp theo, cho đến khi sự hỗn loạn chính trị bao quanh quá trình đề cử của đảng Dân Chủ kết thúc. Theo The Hill, một số nhà phê bình đã cáo buộc cựu Tổng thống Trump sợ phải đối đầu với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân Chủ năm 2024, tại cuộc tranh luận tổng thống do ABC News tổ chức dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tới. Tuy nhiên, theo ông Stephen Chung, giám đốc truyền thông cho Ủy ban tranh cử của ông Trump, việc xếp lịch tranh luận với bà Harris vào thời điểm này là không hợp lý, khi đảng Dân Chủ chưa tổ chức đại hội toàn quốc và chính thức đề cử bà Harris làm ứng cử viên tổng thống. Trước đó, vào hôm 26 tháng 7, bà Harris đã chỉ trích ông Trump vì dường như ông đang có ý định rút lui khỏi cuộc tranh luận dự kiến vào ngày 10 tháng 9. Bà viết trên X, cam kết bất cứ khi nào và bất kỳ ở đâu, đâu rồi. Chưa dừng lại ở đó, Harry Sisson, một thành viên từng tham gia chiến dịch truyền thông cho Ủy ban tranh cử của ông Biden trước đây, đã còn đăng tải bài viết có nội dung: ông Trump vừa chính thức rút khỏi cuộc tranh luận với bà Kamala Harris. Ông ấy rõ ràng đang sợ hãi khi phải đối mặt với bà ấy. Cựu Tổng thống Donald đang tìm mọi cách để lẩn tránh. Mặc dù bà Harris gần như chắc chắn sẽ nhận được đề cử đại diện cho đảng Dân Chủ, tuy nhiên giám đốc truyền thông cho Ủy ban tranh cử của ông Trump cho rằng, do tình hình chính trị hỗn loạn liên tục liên quan đến Tổng thống Joe Biden và đảng Dân Chủ, chúng tôi hiện không thể hoàn tất chi tiết về cuộc tranh luận tổng tuyển cử, cho đến khi đảng Dân Chủ chính thức công bố ứng cử viên của họ. Theo ông, nhiều thành viên trong đảng Dân Chủ, bao gồm cả cựu Tổng thống Barack Obama, tin rằng bà Kamala Harris không đủ mạnh để đối đầu với Tổng thống Trump và có thể chưa phải là lựa chọn tốt nhất. Do đó, họ vẫn đang chờ đợi một ứng cử viên tốt hơn. Tuy nhiên, NBC News cùng nhiều hãng tin khác cho rằng ông Obama dự định sẽ sớm chính thức công khai ủng hộ bà Harris. Trong khi đó, thì dư luận tiếp tục chĩa mũi nhọn vào quyết định không tham gia tranh luận của ông Trump. Một số người cho rằng sự hỗn loạn của đảng Dân Chủ chỉ là cái cớ. John Filipkowski, cựu công tố viên liên bang và là người thường xuyên chỉ trích ông Trump, còn tiếp lời: thực tế là ông Trump đã rút lui khỏi cuộc tranh luận này vì ông ấy sợ một người phụ nữ da màu thông minh, quyền lực sẽ làm nhục ông trước toàn thế giới và cười nhạo ông. Đó là lý do tại sao ông ấy sẽ không tranh luận. Đáp lại, giám đốc truyền thông cho Ủy ban tranh cử của ông Trump chất vấn: ông có bao nhiêu đại biểu chính thức? Không có. Có bao nhiêu người đã bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024? Không ai cả. Người dùng mạng X tên Barry Gadbors là một trong số những người cho rằng cựu Tổng thống Trump đã đúng khi không đồng ý tranh luận. Tôi nghĩ chiến lược tranh luận của ông Trump là đúng đắn. Đảng Dân Chủ vẫn có thể sẽ không chọn bà Harris. Họ còn thời gian để cử người khác. Lên lịch tranh luận vào lúc này chả khác nào tham gia vào trò hề của đảng Dân Chủ. Ông Trump trước đó tuyên bố rằng ông sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận với bà Harris, nhưng ông yêu cầu sự kiện này nên được tổ chức bởi Fox News thay vì đài ABC, vốn rất thiên vị. Về phía Phó Tổng thống Harris, bà khẳng định đã sẵn sàng tranh luận với ông Trump. Đáng nói, Phó Tổng thống Kamala Harris đã giành sự ủng hộ cực lớn từ cử tri khi liên tục chiến thắng 5 cuộc thăm dò liên tiếp chỉ trong vòng 24 giờ, thu hẹp khoảng cách với cựu Tổng thống Donald Trump khi chỉ còn hơn 100 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Theo đó, một cuộc thăm dò do The Wall Street Journal công bố hôm 26 tháng 7 cho thấy bà Harris đã gần như thu hẹp khoảng cách với ông Trump, chỉ còn kém 2 điểm phần trăm trong cuộc đối đầu trực tiếp, 49% so với 47%. Cuộc thăm dò có biên độ sai số là 3,1%. Thậm chí khi ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy được đưa vào cuộc thăm dò, bà Harris đã vượt ông Trump với tỷ lệ 45% so với 44%.
Trong khi đó, ứng viên Kennedy nhận được sự ủng hộ của 4% số người tham gia khảo sát, 5% vẫn chưa quyết định. Các cuộc thăm dò ban đầu dự đoán cuộc đua giữa cựu Tổng thống Trump và đương kim Phó Tổng thống Harris sẽ rất xích sao. Tuy nhiên, hiện tại bà Harris đang dần chiếm ưu thế. Phó Tổng thống đã có những bước tiến rõ rệt trong ít nhất 4 cuộc thăm dò khác nhau ở các tiểu bang quan trọng và từ những cử tri trẻ tuổi. Dan Lamp, giảng viên cao cấp tại trường chính sách công Brooks thuộc Đại học Cornell, chia sẻ với Newsweek. Bà Harris đã giành chiến thắng trong tuần này nhờ các bài phát biểu mạnh mẽ, sự lan tỏa trên mạng xã hội và quan trọng là sự ủng hộ từ cử tri. Tôi tin rằng vị trí của bà trong các cuộc thăm dò có thể sẽ tiếp tục cải thiện trong thời gian tới. Trong khi đó, giáo sư khoa học chính trị Đại học Syracuse Grant Davis Hiller nói với Newsweek rằng ông không ngạc nhiên khi cuộc đua dần trở nên hấp dẫn vì bà Harris không giống như ông Biden, đương kim Tổng thống Mỹ đã gặp quá nhiều khó khăn. Theo giáo sư Reher, bà Harris cũng có những đặc điểm mà nhiều đảng viên Dân Chủ đang tìm kiếm. Thành tích ban đầu của bà rất ấn tượng và bà đang nhận được sự ủng hộ tốt. Tiền đang đổ vào và tất cả những yếu tố này đã được báo chí đưa tin rộng rãi, làm tăng thêm ấn tượng về khả năng của bà. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng bà ấy sẽ nhanh chóng giành lại lợi thế ở các tiểu bang chiến trường. Mặc dù một số cuộc thăm dò mới đây có thể khả quan, nhưng dựa trên những gì chúng ta thấy hiện tại, bà ấy vẫn còn cần thu hẹp thêm khoảng cách để giành ưu thế. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg đã nổi lên như một sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí phó tướng của Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Đây là kết quả từ một số cuộc thăm dò gần đây. Kể từ sau khi Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Harris với tư cách là ứng cử viên của đảng Dân Chủ, nữ phó tổng thống đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều đảng viên Dân Chủ khác và bà phải sớm chọn một người bạn đồng hành với mình nếu thắng cử trong cuộc đua vào tháng 11. Nhiều cái tên đã được đưa ra, chẳng hạn như Bộ trưởng Buttigieg và Thống đốc Gretchen Whitmer của Michigan, George Shapiro của Pennsylvania và Andy Beshear của Kentucky. Tuy nhiên, một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Buttigieg là sự lựa chọn hàng đầu trong số các cử tri Dân Chủ. Một cuộc thăm dò của PBS News trong tháng này cho thấy 21% cử tri muốn thấy bà Harris chọn ông Buttigieg làm phó tổng thống. Thống đốc Whitmer cũng nhận được 21%, trong khi 17% ủng hộ thống đốc Shapiro và 13% chọn thượng nghị sĩ Mark Kelly từ Arizona. Đại học New Hampshire và tổ chức Fair Vote cũng lần lượt công bố kết quả cuộc thăm dò. Tất cả đều cho rằng Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg là cái tên sáng giá cho vị trí phó tướng của bà Harris vào lúc này. Trong một động thái mới nhất, đảng Dân Chủ vừa tái khởi động lời kêu gọi bổ sung 4 ghế mới cho tòa án tối cao Mỹ nhằm giảm bớt thế đa số bảo thủ hiện đại. Thượng nghị sĩ Edward Markey từ bang Massachusetts và Hạ nghị sĩ Hank Johnson từ bang Georgia đã tổ chức cuộc họp báo để nhấn mạnh đạo luật tư pháp. Dự luật đề xuất việc mở rộng tòa án tối cao lên 13 thẩm phán. Ông Markey, tác giả chính của dự luật, cho biết mục đích của dự luật này là để khắc phục xu hướng chuyển sang chính trị cực hữu của tòa án. Tuy nhiên, với sự kiểm soát của đảng Cộng hòa và Hạ viện, dự luật khó có khả năng được thông qua. Một số đảng viên Dân Chủ cũng lo ngại rằng việc mở rộng tòa án có thể tạo ra một đa số bảo thủ lớn hơn. Hạ nghị sĩ Hank Johnson khẳng định, việc mở rộng tòa án tối cao là hợp pháp và không bị ràng buộc bởi hiến pháp, vốn không quy định cụ thể số lượng thẩm phán. Ông giải thích rằng số lượng thẩm phán đã thay đổi 7 lần trong lịch sử nước Mỹ. Đạo luật tư pháp nhận được sự ủng hộ từ nhiều đảng viên Dân Chủ, bao gồm Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và các hạ nghị sĩ Jerry Nadler, Cory Bush và Adam Schiff. Bên cạnh đó, thì The Times of Israel trích dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố kế hoạch cải cách tòa án tối cao vào ngày 29 tháng 7. Theo kế hoạch này, thì ông có thể ủng hộ việc đặt giới hạn nhiệm kỳ cho các thẩm phán và thiết lập bộ quy tắc đạo đức bắt buộc. Trước đó, trong bài phát biểu tại phòng bầu dục, đương kim Tổng thống Mỹ đã kêu gọi cải cách tòa án tối cao. Đồng thời, ông dự định yêu cầu sửa đổi hiến pháp để hạn chế quyền miễn trừ cho Tổng thống và một số quan chức khác sau khi tòa án tối cao ra phán quyết về quyền miễn trừ rộng rãi của Tổng thống. Tổng thống Biden dự kiến sẽ công bố kế hoạch chi tiết tại bang Texas vào ngày 29 tháng 7. Các đề xuất cụ thể trong kế hoạch có thể sẽ được điều chỉnh sau khi công bố. Nhà Trắng chưa bình luận về báo cáo này. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Mỹ tin rằng các quan chức cấp cao cần phải tuân thủ những nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm và đạo đức cao. Trong một diễn biến khác, mạng xã hội đã dậy sóng sau khi Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI Christopher Wray đặt nghi vấn về vật khiến tay ông Trump bị thương
tại buổi vận động tranh cử ở Pennsylvania. Tuy nhiên, cơ quan điều tra Mỹ mới đây chính thức xác nhận cựu Tổng thống Trump đã trúng đạn. Trong một tuyên bố gửi qua mail tới The Hill hôm 26 tháng 7, cơ quan này cho biết viên đạn khiến tai cựu Tổng thống Trump bị thương, dù còn nguyên vẹn hay đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nó đều được bắn từ khẩu súng trường của kẻ tấn công. Trước đó, khi trình bày Quốc hội hôm 25 tháng 7, Giám đốc FBI Christopher Wray đã đặt ra nghi vấn về vật thể làm ông Trump bị thương. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ khẳng định viên đạn đã bắn trúng một bên tai của ông. Ông Trump nói trên Truth Social, "Viên đạn đã trúng vào tai tôi và bắn rất mạnh. Nó không phải là mảnh kính hay mảnh đạn nào cả. Bệnh viện gọi đó là vết thương do đạn bắn, và chính xác như vậy. Thật chẳng có gì ngạc nhiên khi FBI từng lừng lẫy, giờ lại mất đi lòng tin của người dân Mỹ." Dân biểu Johnny Jackson, thuộc đảng Cộng hòa tại tiểu bang Texas, đồng thời là cựu bác sĩ Nhà Trắng, người điều trị cho cựu Tổng thống sau vụ việc, đã bác bỏ ngờ vực của giám đốc FBI. Ông khẳng định hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy đó là thứ gì khác ngoài viên đạn. Quốc hội nên sửa lại hồ sơ đã được bệnh viện và tôi xác nhận. Giám đốc Gray đã sai và không phù hợp khi đưa ra bất kỳ giả thuyết nào khác. Bản thân cựu Tổng thống Trump trước đây từng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ và trước khi ông tái đắc cử Tổng thống Mỹ, nhưng ông chưa bao giờ nêu chi tiết kế hoạch này. Tuy nhiên, một diễn biến bất ngờ, thưa quý vị, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây đã tiết lộ bản phác thảo kế hoạch hòa bình của ông Trump. Cụ thể thế nào, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Theo báo cáo của European Pravda, bài bình luận của ông Pompeo trên The Wall Street Journal cho biết kế hoạch của ông Trump bao gồm việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine và hỗ trợ nước này gia nhập EU và NATO. Cựu Ngoại trưởng Mỹ khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy nếu ông Trump tái đắc cử, ông ấy sẽ thúc đẩy Ukraine đầu hàng. Ông Pompeo đồng thời chỉ trích chính quyền đương kim Tổng thống Biden vì đã để Ukraine phải chứng kiến những thảm cảnh đau xót. Những thành phố bị phá hủy, hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người tị nạn và không có đủ phương tiện để giành chiến thắng. Theo ông Pompeo, kế hoạch thành công cho Ukraine từ chính quyền ông Trump trong tương lai có thể bao gồm những điểm sau. Giải phóng tiềm năng năng lượng của Hoa Kỳ, khôi phục quan hệ với Ả Rập Xê Út và Israel và cùng nhau chống lại Iran, áp dụng các biện pháp trừng phạt thực sự đối với Nga, bao gồm xóa bỏ các miễn trừ đối với các ngân hàng Nga tham gia khai thác năng lượng, một nguồn thu quan trọng cho bộ máy quân sự của Điện Kremlin, mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và yêu cầu các đồng minh NATO chi ít nhất 3% GDP cho quốc phòng, thiết lập chương trình vay mượn trị giá 500 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm cung cấp viện trợ quân sự dưới hình thức cho vay thay vì tài trợ, gỡ bỏ mọi hạn chế về loại vũ khí mà Ukraine có thể tiếp nhận và sử dụng. Những bước đi này sẽ giúp ông Trump đặt ra các điều khoản của một thỏa thuận buộc xung đột phải chấm dứt ngay lập tức. Ukraine sẽ có thể xây dựng được lực lượng phòng thủ kiên cố để Nga không bao giờ tấn công được nữa. Không ai công nhận sự kiểm soát và tuyên bố sáp nhập bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Ukraine từ Nga, ông Pompeo cho biết. Ngoài ra, trong kế hoạch hòa bình này, bán đảo Crimea sẽ trải qua quá trình phi quân sự hóa, dù tác giả không nêu rõ liệu điều này có đồng nghĩa với việc Nga sẽ chấm dứt quyền kiểm soát hay không. Ukraine sẽ được tái thiết bằng cách sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga và sẽ gia nhập NATO và EU sớm nhất có thể. Các liên minh phương Tây cũng sẽ tạo ra một quỹ 100 tỷ đô la Mỹ để trang bị vũ khí cho Kiev, trong đó Hoa Kỳ đóng góp 20%. Nếu Nga tuân thủ các điều khoản này, phương Tây sẽ dần dỡ bỏ lệnh trừng phạt và chúng sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn khi Ukraine gia nhập cả NATO và EU. Không phải những biện pháp nửa vời của chính quyền ông Biden, những bước đi này sẽ chấm dứt xung đột, thiết lập nền hòa bình lâu dài, đảm bảo châu Âu gánh vác, gánh nặng duy trì hòa bình và tái lập tự do và an ninh trên lục địa, ông Pompeo cho hay. Tuy nhiên, phác thảo kế hoạch hòa bình của ông Trump mà cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiết lộ trên tờ Wall Street Journal dường như trái ngược với lập trường thực tế của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Trả lời phỏng vấn với Fox News đầu tuần này, ông Trump nhấn mạnh rằng cỗ máy chiến tranh của Nga đã đánh bại cả Napoleon và đội quân hùng hậu của Đức. Do đó, ông Trump khẳng định chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông nếu tái đắc cử. Bình luận về cả hai vấn đề, ông Peskov khen ngợi ông Trump vì hiểu biết sâu sắc lịch sử Nga mà ít người Mỹ nào làm được như thế, nhưng vẫn khẳng định rằng ông Trump vẫn là đại diện của giới tinh hoa chính trị Hoa Kỳ hiện đang thực sự mắc chứng sợ Nga. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng chính là người đã bắt đầu cuộc đua trừng phạt với Moscow. Phát ngôn viên Điện Kremlin nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã áp dụng lượng lớn lệnh trừng phạt đối với Nga trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Do đó, theo quan điểm của Moscow, sẽ không có nhiều khác biệt giữa ông và các chính trị gia Mỹ khác. Ông ấy tỏ ra khôn ngoan hơn trong việc duy trì các kênh đối thoại, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến bất cứ điều gì, ông Peskov nêu rõ.
Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump, cựu Ngoại trưởng Pompeo là người đứng đầu CIA và sau đó là Bộ Ngoại giao. Ông không tham gia vào chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump. Và không có dấu hiệu nào cho thấy đề xuất của ông phản ánh suy nghĩ của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa về việc chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng tại Đông Âu. Trước những lời kêu gọi Ukraine và Nga đàm phán để kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm, đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasil Botna cho biết, việc đạt một lệnh ngừng bắn ngay lập tức có thể đồng nghĩa với đất nước ông mất 1/4 lãnh thổ vào tay Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Euronews, đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn mà không yêu cầu Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là không khả thi. Ông Botna lập luận, nhiều quốc gia đã đề xuất ý tưởng ngừng bắn nhưng không ai nghĩ về ý nghĩa của nó. Khoảng 25% lãnh thổ Ukraine sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Một lệnh ngừng bắn sẽ cung cấp cho Nga có thêm thời gian để tăng cường năng lực và tiếp tục các cuộc tấn công vào Ukraine. Đại diện của một số quốc gia bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, những nước vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Nga sau khi xung đột bùng nổ, đã kêu gọi Kiev và Moscow ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu điều kiện để đàm phán, bao gồm Ukraine rút quân khỏi các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Đề xuất này đã bị Kiev và các đối tác phương Tây bác bỏ. Ông Bonda cho biết, Ukraine chỉ muốn chấm dứt chiến tranh và đạt được hòa bình theo một cách duy nhất. Nga rút khỏi lãnh thổ của mình và tuân thủ luật pháp quốc tế. Bất kỳ đề xuất nào khác đều không được xem xét. Đại sứ cũng nói thêm rằng, Ukraine chỉ muốn gia nhập NATO để đạt được an ninh và hòa bình lâu dài, không có ý định khiêu khích Nga hay tạo ra những thay đổi địa chính trị. Theo ông Bonda, NATO là tổ chức duy nhất có thể đáp ứng được nhu cầu an ninh của thế giới hiện đại. Trong khi đó, thì Đức được cho là đang lưu trữ bom chùm của Hoa Kỳ trên lãnh thổ của mình và vận chuyển chúng đến Ukraine. Đài truyền hình công cộng NDR cho rằng đây là một động thái có thể khiến cho Berlin vi phạm Công ước của Liên Hợp Quốc cấm vũ khí, mặc dù nước này đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan. Bom chùm bị cấm ở hơn 110 quốc gia theo Công ước Liên Hợp Quốc về bom chùm năm 2008 do mức độ nguy hiểm cực độ mà chúng gây ra cho dân thường. Theo đó, loại vũ khí này khi phát nổ sẽ phân ra thành nhiều quả bom nhỏ hơn, có thể không nổ ngay lập tức, nhưng chúng có sức công phá tương tự như mìn, gây ra rủi ro lâu dài. Một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại châu Âu và châu Phi cho biết, loại đạn gây tranh cãi này được lưu trữ tại một kho của Hoa Kỳ ở thị trấn Mieso, miền Tây nước Đức, trước khi được chuyển đến Ukraine như một phần của viện trợ quân sự từ Washington. Ông cũng cho biết rằng các loại đạn pháo M864 và M483A1 155mm thuộc nhóm bom chùm đang được lưu trữ tại căn cứ Mieso. NDR cho biết, việc cho phép vận chuyển vũ khí có thể bị coi là vi phạm nghĩa vụ của Đức theo Công ước Liên Hợp Quốc mà Berlin đã ký kết vào năm 2008. Thỏa thuận này cấm lưu trữ và vận chuyển các loại đạn này qua lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào là bên tham gia thỏa thuận. Đồng thời, thỏa thuận cũng yêu cầu các quốc gia ký kết phải khuyến khích các quốc gia chưa tham gia công ước này không sử dụng bom chùm. Theo NDR, Berlin chưa thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để đối phó với việc Hoa Kỳ cung cấp bom chùm cho Kiev. Chính quyền Đức phủ nhận thông tin này. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nói với NDR, "Trước tiên, tôi không biết các vũ khí được chuyển đến từ đâu và thứ hai, tôi sẽ không bình luận về vấn đề này." Bộ Quốc phòng Đức cho biết họ chỉ nhận được thông tin khá sơ bộ về các loại vũ khí được Hoa Kỳ vận chuyển qua nước này, trong khi quân đội Hoa Kỳ có đăng ký các chuyến vận chuyển đạn dược qua Đức, nhưng quân đội Đức không nắm rõ từng loại đạn dược. Những tuyên bố này có vẻ trái ngược với phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại châu Âu và châu Phi, người đã cho NDR biết rằng quân đội Đức đã nhận được tài liệu về nội dung của các lô hàng. Ông cho biết việc di chuyển tất cả các loại đạn dược đều được phối hợp với cơ quan hậu cần của quân đội là Trung tâm Kiểm soát Di chuyển Quốc gia, NMCC. Khi được hỏi liệu số hàng này có bao gồm bom M864 và M483A1 hay không, người phát ngôn đáp tất cả đạn dược có nghĩa là tất cả. Chưa dừng lại ở đó, nhà thầu quốc phòng hàng đầu Raytheon của Mỹ đang tăng cường sản xuất các hệ thống phòng không tiên tiến như Patriot nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày một tăng cao trên toàn cầu. Ông Tom LaLiberty, chủ tịch doanh nghiệp sản xuất Hoa Kỳ cho biết, kể từ năm 2022, đơn đặt hàng đã tăng 150%, bao gồm các hệ thống phòng không nhỏ đến pháo tầm xa lớn như Patriot. Theo Newsweek, từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, các quốc gia ủng hộ Kiev đã viện trợ nhiều hệ thống phòng không, trong khi nhiều quốc gia cũng đã xem xét kho dự trữ của mình để bảo vệ lãnh thổ. Tình hình căng thẳng ở Trung Đông, quan điểm ngày càng quyết liệt của Trung Quốc đối với Đài Loan và sự gần gũi hơn giữa Nga với Triều Tiên và Iran đã chỉ rõ lỗ hổng trong hệ thống phòng không châu Âu.
Ông LaLiberty nhấn mạnh rằng sự thay đổi lớn nhất mà Raytheon ghi nhận là nhu cầu gia tăng. Hệ thống Patriot của Raytheon được coi là tiêu chuẩn vàng trong phòng không tầm xa, đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ vào các lời kêu gọi mạnh mẽ từ Ukraine để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO đầu tháng, Mỹ, Đức và Romania đã cam kết cung cấp 3 hệ thống Patriot mới cho Ukraine và Hà Lan cùng các đối tác khác sẽ góp phần vào việc vận hành thêm một hệ thống thứ tư. Raytheon cũng sản xuất các hệ thống phòng không nhỏ hơn như Stinger và Ukraine đã nhận được hàng nghìn tên lửa Stinger từ Mỹ cùng với 2 hệ thống Patriot và 12 hệ thống NASAMS. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, chính phủ Mỹ đã quyết định tạm dừng chuyển giao tên lửa Patriot và NASAMS cho quân đội nước ngoài, chuyển hướng các tên lửa này tới Ukraine. Hiện tại còn 5 đơn vị Patriot dành cho Thụy Sĩ và 8 đơn vị khác dành cho Đức đang trong tình trạng tồn đọng. Theo thông báo từ Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, chính quyền Kiev sẽ nhận được 14 xe tăng Leopard 2A4 tân trang vào mùa hè này từ Hà Lan và Đan Mạch. Theo tạp chí Newsweek, vào tháng 4 năm trước, Hà Lan và Đan Mạch đã tuyên bố sẽ mua xe tăng từ một bên thứ ba và tân trang lại trước khi gửi đến Ukraine. Đến nay, Hà Lan cho biết xe tăng chiến đấu đã được công ty vũ khí Đức Rheinmetall tân trang lại và thử nghiệm trong những tháng gần đây. Được biết, xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất được xem là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất do các quốc gia thành viên NATO sản xuất. Ukraine đã nhận được lô hàng đầu tiên gồm 18 xe tăng Leopard 2 từ Đức vào tháng 3 năm ngoái. Đến tháng 1 năm 2024, chính trị gia và nhà kinh tế người Đức Sebastian Schäfer cho biết quân đội Ukraine chỉ còn lại một số ít xe tăng có thể chiến đấu. Tuy nhiên, Ukraine đã yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp thiết bị và vũ khí hiện đại để giúp chống lại Nga. Vào năm ngoái, Hà Lan, Đan Mạch và Đức đã cam kết gửi cho Kiev 100 xe tăng Leopard đã được tân trang lại. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố, Ukraine cần thêm hỗ trợ quân sự do tình hình giao tranh ác liệt trên chiến trường. Những chiếc xe tăng Leopard 2 có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ. Hà Lan cùng với các đồng minh và đối tác sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine liên tục miễn là cần thiết. Vào đầu tháng, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cũng cho biết đã gửi thêm 10 xe tăng chiến đấu Leopard 2A4 được tân trang cho Ukraine. Tiếp tục cập nhật tình hình tiền tuyến, thưa quý vị, mặc dù Moscow liên tục củng cố hệ thống phòng không, Ukraine vẫn tiếp tục nhắm vào bán đảo Crimea. Và lần này thì tên lửa đạn đạo ATACMS vừa thực hiện một cuộc không kích vào căn cứ không quân Saki của Nga. Được biết trong nhiều tháng qua, Ukraine đã tấn công các sân bay của Nga bằng tên lửa đạn đạo hoặc máy bay không người lái để hạn chế năng lực tấn công bằng bom dẫn đường hoặc bom lửa của Nga. Mục tiêu khác của Ukraine là các hệ thống phòng không tầm trung như S-300 hoặc S-400. Trang tin SA News ngày 26 tháng 7 cho hay, sân bay Saki giống như Dazankoi là một địa điểm quan trọng mà Nga có thể tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine. Theo cổng thông tin Military, tên lửa ATACMS đã tấn công vào khuôn viên sân bay và khu vực xung quanh làng Sadutskovsky, nơi có báo cáo một radar của hệ thống phòng không đã bị tấn công. Ngoài ra, ít nhất một kho đạn dược cũng bị không kích và 2 người lính thiệt mạng. Theo trang tin SA News, tổn thất có thể cao hơn, nhưng nếu không có hình ảnh vệ tinh thì không thể đánh giá được quy mô thiệt hại. Trước cuộc tấn công, có thông tin cho biết có 16 máy bay đã đồn trú tại sân bay Saki, mặc dù các phi công có thể đã sơ tán chúng. Điều đáng chú ý là với tên lửa đạn đạo, thời gian từ khi phóng đến khi va chạm ở khoảng cách 300 km chỉ có vài phút. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 7 thông báo một máy bay trinh sát Anh cùng 2 máy bay chiến đấu đã tiến gần đến lãnh hải Nga gần bán đảo Crimea, nhưng đã quay đầu sau khi bị một máy bay Su-27 Nga đánh chặn. Theo RT, quân đội Nga đã phát hiện 3 mục tiêu trên không tiếp cận biên giới. Một máy bay chiến đấu Su-27 được điều động để đối phó với các mục tiêu trên, đã xác định được chúng là một chiếc máy bay do thám RC-135 và 2 chiếc Eurofighter Typhoons, tất cả đều thuộc Không quân Hoàng gia Anh, RAF. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố, khi máy bay chiến đấu Nga đến gần, các máy bay quân sự nước ngoài đã quay đầu khỏi biên giới của Liên bang Nga. Không có vi phạm không phận Nga xảy ra và chiếc Su-27 đã trở về căn cứ an toàn. Bộ này cho biết thêm hành động được thực hiện theo đúng các quy tắc về vùng biển quốc tế. Nhiều kênh Telegram xác định thủ phạm tiềm năng là máy bay RC-135W Revenge Joint có căn cứ tại RAF Weddington ở Lincolnshire.
Các máy bay hộ tống được xác định là Eurofighter Typhoon FGR-4 Mark 4. Đây là lần chặn thứ hai trong hai ngày. Trước đó, lần cuối cùng máy bay Nga phải đối phó với một chuyến bay trinh sát của RAF là vào tháng 10 năm ngoái. Máy bay trinh sát Anh đã gia tăng hoạt động ở Biển Đen vào tháng 6/2021, chỉ vài ngày trước khi một khinh hạm của Hải quân Hoàng gia cố gắng đi qua bán đảo Crimea trong vùng lãnh hải Nga. Theo chính phủ London, HMS Defender đang trong một cuộc tuần tra tự do hàng hải từ Odessa đến Batumi ở Georgia. Hải quân Nga đã bắn cảnh báo tàu khu trục Anh và thả bom từ máy bay xuống đường đi của nó. London ban đầu phủ nhận điều này, cho đến khi Moscow phát hành video chứng minh vụ việc. 4 ngày sau sự cố, các tài liệu mật được phát hiện tại một trạm xe buýt ở Kent cho thấy Hải quân Hoàng gia Anh đã cố tình điều tàu Defender vào vùng lãnh hải Nga. Mặt khác, theo RT, thì cơ quan an ninh Liên bang Nga hôm 26 tháng 7 đã bắt giữ cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Dmitry Bulgakov, để điều tra về hành vi tham nhũng. Theo tuyên bố của cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB, ông Bulgakov, 69 tuổi, người giám sát hoạt động hậu cần cho quân đội Nga từ năm 2010 đến năm 2022, đã bị bắt giữ để chờ xét xử liên quan đến cáo buộc hình sự về tội tham nhũng. FSB cho biết, cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân và điều kiện dẫn đến các hành vi vi phạm của ông Bulgakov, nhưng không nêu chi tiết về các cáo buộc này. Theo RT, trong thời gian tại nhiệm, ông Bulgakov đã giám sát việc xây dựng một tuyến đường sắt lớn tránh Ukraine và đã được thông xe vào năm 2017. Trước đó một năm, ông Bulgakov được trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga, một danh hiệu cao quý nhất ở xứ Bạch Dương. Ngoài ra, ông Bulgakov cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức hậu cần cho lực lượng quân sự Nga tại Syria. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng ông Bulgakov đã bị cách chức để nhận một vị trí khác. Thông báo của FSB về vụ bắt giữ cựu Thứ trưởng Quốc phòng Bulgakov được đưa ra sau khi một số quan chức quốc phòng cấp cao của Nga bị bắt giữ trong những tháng gần đây với cáo buộc tương tự. Trong số đó có lãnh đạo Tổng cục Truyền thông của quân đội Nga Vadim Shamarin, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov và Giám đốc Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga Yuri Kuznetsov. Một nhân vật đáng chú ý khác cũng bị bắt bao gồm ông Ivan Popov, người từng chỉ huy tập đoàn quân 58 của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Israel Katz ngày 26 tháng 7 đã cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công mạng lưới đường sắt cao tốc của Pháp vào tuần trước, làm tê liệt giao thông ngay trước Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Ông Katz viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Việc phá hoại cơ sở hạ tầng đường sắt trên khắp nước Pháp trước Thế vận hội Paris 2024 đã được lên kế hoạch và thực hiện dưới sự ảnh hưởng của trục ma quỷ và Hồi giáo cực đoan Iran. Ngoại trưởng Katz còn cảnh báo người đồng cấp Pháp Stéphane Séjourné rằng, dựa trên thông tin mà Israel nắm giữ, người Iran đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào phái đoàn Israel và tất cả các thành viên tham gia Thế vận hội, do đó cần phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn âm mưu này. Công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF thông báo vào ngày 27 tháng 6 rằng những kẻ phóng hỏa đã đốt các hộp tín hiệu dọc theo các tuyến đường nối Paris với một số thành phố lớn, bao gồm Lille, Bordeaux và Strasbourg. Theo RT, cuộc tấn công đã gây gián đoạn giao thông ngay trước Thế vận hội, dẫn đến sự chậm trễ cũng như hủy bỏ, ảnh hưởng đến 800.000 hành khách trong suốt cuối tuần. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal hôm 26 tháng 7 cũng cho biết, các hành động phá hoại cơ sở hạ tầng của SNCF được thực hiện một cách có kế hoạch. Cơ quan tình báo và cảnh sát cũng được huy động để tìm ra thủ phạm. Ngoại trưởng Séjourné khẳng định, các vận động viên Israel vẫn được chào đón ở Pháp, bất chấp căng thẳng xung quanh cuộc chiến ở Gaza và các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Kênh France 24 đưa tin, phái đoàn Israel đã được bảo vệ 24/24 với sự hộ tống của cảnh sát tăng cường. Theo tờ The Telegraph, Israel sẽ cử các đặc vụ Shin Bet có vũ trang tới Paris để tăng cường an ninh cho các vận động viên và quan chức Olympics. Còn tại Trung Đông, Sputnik hôm nay ngày 27 tháng 7 dẫn nguồn tin quân sự Syria cho biết một căn cứ quân sự của Mỹ tại mỏ khí Conoco thuộc miền đông Syria đã hứng trọn 5 quả tên lửa, trong đó 3 quả tấn công trực diện căn cứ tại Conoco, 2 quả còn lại đã đáp xuống khu vực gần đó. Theo Sputnik, lực lượng Mỹ và liên quân tại Iraq và Syria đã liên tục trở thành mục tiêu sau khi Hamas tấn công Israel hồi đầu tháng 10 năm ngoái, dẫn đến xung đột tại dải Gaza. Sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel đã gây phẫn nộ trong cộng đồng Hồi giáo khi số người thiệt mạng trong chiến dịch ở Gaza gần đạt mức 40.000 người.
Trong khi đó, quân đội Mỹ hiện kiểm soát các khu vực ở tỉnh Raqqa, Deir ez-Zor và Al-Hasaka, nơi đặt các mỏ dầu và khí lớn nhất của Syria, và chính phủ nước này không hài lòng với sự hiện diện của quân đội Mỹ, xem đây là hành động chiếm đóng. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, quân đội Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện tại các mỏ dầu và khí lớn nhất của Syria. Theo một tổ chức giám sát chiến tranh có trụ sở tại Vương quốc Anh, quân đội Mỹ đã đáp trả sau khi bị tấn công bằng ít nhất 10 quả tên lửa. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 ngày căn cứ này bị tấn công. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết lực lượng Mỹ đã phản công bằng pháo hạng nặng, nhắm vào nhóm dân quân được cho là liên quan đến Iran tại khu vực Deir ez-Zor gần biên giới Iraq. Các chiến đấu cơ Mỹ cũng đã được triển khai để lùng sục mục tiêu tại khu vực này. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia, đã kêu gọi Israel ngừng xây dựng các khu định cư trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đồng thời nhấn mạnh tình hình ở bờ Tây đang đứng trước nguy cơ bùng nổ lớn. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo ở Gaza, ông Nebenzia cho biết Israel cần tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và gánh vác toàn bộ trách nhiệm đối với những người dân Palestine đang bị chiếm đóng. Điều này bao gồm việc cung cấp lương thực, chăm sóc y tế, bảo đảm trật tự công cộng và an ninh. Ngoài ra, ông còn chỉ trích việc tiếp tục xây dựng các khu định cư trên lãnh thổ Palestine, xem đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời làm gia tăng căng thẳng ở bờ Tây. Đại sứ Nga Nebenzia nhấn mạnh, mặc dù Israel có quyền bảo vệ an ninh, nhưng con đường duy nhất để đạt được điều này là thông qua một giải pháp toàn diện cho Trung Đông và khôi phục công bằng lịch sử đối với Palestine. Song song đó là thành lập một nhà nước Palestine độc lập, phù hợp với các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như Đại hội đồng. Hãng thông tấn TASS còn trích dẫn cảnh báo từ ông Nebenzia cho rằng, bất kỳ kế hoạch đáng ngờ nào nhằm hòa giải Israel với các nước láng giềng mà không có giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine sẽ chỉ gây ra các đợt bùng phát bạo lực tương tự những gì mà khu vực này đang phải trải qua. Theo Jerusalem Post, trong các tuyên bố gửi báo chí sau cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng mới đây, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris nói rằng Israel sẽ rút hoàn toàn khỏi Gaza trong giai đoạn thứ hai của thỏa thuận con tin. Bà Harris nói, gửi đến tất cả những người đã kêu gọi ngừng bắn và tất cả những người đang khao khát hòa bình. Tôi nghe thấy tiếng nói của mọi người. Đề cập đến đề xuất 3 giai đoạn mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra tại Nhà Trắng vào ngày 31 tháng 5, bà Harris nói đã có những chuyển biến đầy hy vọng trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận này. Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận sẽ mang lại lệnh ngừng bắn hoàn toàn, bao gồm cả việc quân đội Israel rút khỏi các trung tâm dân cư ở Gaza. Trong giai đoạn thứ hai, quân đội Israel sẽ rút hoàn toàn khỏi Gaza và chấm dứt các hành động thù địch. Bà Harris tuyên bố đã đến lúc cuộc chiến này kết thúc và kết thúc theo cách mà Israel được an toàn. Tất cả các con tin được thả ra, sự đau khổ của người Palestine ở Gaza sẽ chấm dứt và người dân Palestine có thể thực hiện quyền tự do, nhân phẩm và quyền tự quyết của mình. Hãy hoàn thành thỏa thuận để chúng ta có thể ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh. Hãy đưa các con tin về nhà và hãy cung cấp sự cứu trợ cần thiết cho người dân Palestine. Tuyên bố dài 6 phút đánh dấu lần đầu tiên lên tiếng của bà kể từ khi trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Bà cam kết sẽ luôn đảm bảo rằng Israel có thể tự bảo vệ mình, bao gồm việc tự vệ trước Iran và các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn như Hamas và Hezbollah. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Trung Quốc vừa có cuộc gặp, cam kết hai nước sẽ tăng cường liên lạc ở nhiều cấp độ nhằm giải quyết các căng thẳng và khác biệt. Ví dụ, vấn đề xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Trong cuộc họp bên lề hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoko Kamikawa yêu cầu người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị thả một công dân Nhật Bản bị bắt giữ vì tội gián điệp. Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc hội đàm song phương đầu tiên từ tháng 11 năm 2023. Nhật Bản đang tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm giải quyết điều bất đồng giữa hai nước. Tại Lào, ông Vương Nghị nói rằng, Trung Quốc muốn quan hệ hai nước phát triển để vượt qua khó khăn. Hai bộ trưởng cũng thảo luận chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên, cùng vấn đề Đài Loan. Bà Kamikawa thúc giục ông Vương tháo dỡ một phao mà Trung Quốc lắp đặt gần quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát ở biển Hoa Đông. Trong cuộc hội đàm song phương cuối tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Fumio Kishida đã thể hiện sự quan ngại nghiêm trọng với Thủ tướng Lý Cường về các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở quanh vùng biển đó. Cũng trong cuộc gặp, hai nước nhất trí khởi động lại các cuộc trao đổi cấp bộ trưởng. Nhật Bản kêu gọi nối lại việc miễn thị thực cho công dân của mình lưu trú ngắn hạn tại Trung Quốc. Cuộc gặp diễn ra khi Ngoại trưởng Nhật Bản sắp sang thăm Trung Quốc. Về vấn đề xả nước đã qua xử lý ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, phía Nhật Bản cho biết nước đã được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA chứng nhận an toàn,
tác động không đáng kể tới môi trường và con người. Tuy nhiên, Trung Quốc đã chỉ trích Nhật Bản vì hành động này, sau đó cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản để phản đối. Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm nhập thủy hải sản trên, vốn được áp dụng từ tháng 8 năm 2023. Trong bối cảnh chính trị quốc tế đang diễn biến phức tạp, thì lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây khẳng định cam kết duy trì mối quan hệ vững chắc với Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Kim thăm đài tưởng niệm hữu nghị ở Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 71 năm ngày ký kết Hiệp định Đình Chiến, kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, vào ngày 26 tháng 7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm các đài tưởng niệm vinh danh các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Liên Triều 1950-1953. Trong một bản tin do KCNA đăng tải, ông Kim nhấn mạnh tình bạn giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc xây dựng dựa trên mối quan hệ thân thiết như họ hàng sẽ được duy trì và phát triển cùng với tinh thần bất tử của các liệt sĩ. Cùng ngày, lãnh đạo Kim Jong-un cùng các cựu chiến binh cao tuổi đã thăm nghĩa trang liệt sĩ tại Bình Nhưỡng, nơi yên nghỉ của các binh sĩ đã hy sinh trong chiến tranh Liên Triều. KCNA trích dẫn lời ông Kim nói rằng, nhiệm vụ và sứ mệnh thiêng liêng của thế hệ chúng ta là bảo vệ hệ tư tưởng và chế độ mà thế hệ những người chiến thắng trước đã bảo vệ bằng xương máu, đồng thời xây dựng một thiên đường cho nhân dân. Ngoài ra, trong sự kiện lần này, lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã viếng nghĩa trang liệt sĩ cách mạng trên núi Taesong. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên đến thăm nghĩa trang nhân dịp kỷ niệm ngày ký Hiệp định Đình Chiến, được xem như là một nỗ lực nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của nơi đây. Kính thưa quý vị, RT đưa tin mưa lớn ở vùng Chelyabinsk, miền trung nước Nga, đã đánh vỡ một đoạn đập dài khiến nước tràn vào khu vực lân cận và gây ngập lụt nghiêm trọng. Các đoạn phim được đăng trên Telegram cho thấy dòng nước xiết chảy qua phần đập bị sập và làm ngập khu vực gần đó. Một số đoạn phim khác cũng cho thấy dòng nước tràn khắp các cánh đồng và làm xói mòn các con đường đất. Theo đài RT, nhiều ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề, đường phố chìm trong nước lũ cùng với nhiều tòa nhà bị hư hại. Ngoài ra, Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực cho biết một đoạn đập dài 100 mét trong tổng số 500 mét đã bị tàn phá nghiêm trọng. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Các đội cứu hộ đã được điều động để khắc phục hậu quả của thảm họa này. Theo truyền thông địa phương, vùng Chelyabinsk được dự báo sẽ trải qua 60 ngày mưa lớn liên tục. Thủ phủ Chelyabinsk, đạt thành phố đông dân thứ 8 của Nga, cũng đang đứng trước nguy cơ ngập lụt. Chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán 4 ngôi làng, hơn 160 người. Trong đó có hơn 20 trẻ em đã được đưa vào các trại tạm trú ở thị trấn Karabas lân cận. Một số người dân khác đã chọn ở lại với người thân. Kính thưa quý vị, bất chấp cơn mưa kéo dài hàng giờ, lễ khai mạc sự kiện Thế vận hội Olympic tại Pháp ngày 26 tháng 7 đã khiến thế giới phải kinh ngạc. Màn biểu diễn lần này là sự thể hiện của các vũ công để tôn vinh lịch sử nước Pháp, kết hợp với máy bay phản lực bay lượn và nhạc rap. Trong khi đó, sự xuất hiện của hai ca sĩ Lady Gaga và Celine Dion cũng là những điểm nhấn. Theo nội dung chương trình, các nhà sản xuất muốn thể hiện tầm nhìn về một nước Pháp hiện đại và phát triển toàn diện. Tiếp nối màn trình diễn của các ca sĩ, sự tập trung chuyển đến tháp Eiffel, nơi phát sáng với tia laser và hiệu ứng nhấp nháy, mở ra Trocadéro, một không gian quảng trường màu xanh phía bên kia sông Seine, nhìn từ tháp Eiffel. Ngọn lửa Olympic được di chuyển đến quảng trường Trocadéro bằng một cuộc rước đuốc với sự tham gia của nhiều vận động viên điền kinh di chuyển bằng thuyền trên sông Seine qua bảo tàng Louvre dưới bầu trời tối và mưa. Sau đó, bài phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức tuyên bố khai mạc Thế vận hội. Khi ngọn lửa Olympic thắp sáng một chiếc khinh khí cầu biểu trưng cho những thành tựu khoa học của Pháp. Hải quân Ecuador đã tăng cường tuần tra biển và hợp tác chặt chẽ với các quốc gia láng giềng để đối phó với tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp tràn lan, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái độc đáo của quần đảo Galapagos. Vụ việc tàu cá Trung Quốc Fu Yuan Yuleng 999 bị bắt giữ với 300 tấn hải sản trái phép tại vùng biển bảo tồn Galapagos năm 2017 đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. Kể từ đó, chính quyền Ecuador đã triển khai các hoạt động huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng bảo vệ biển, trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Các buổi huấn luyện tập trung vào việc sử dụng các thiết bị giám sát hiện đại, xử lý tình huống khẩn cấp và phối hợp với các cơ quan chức năng khác để bảo vệ hệ sinh thái đa dạng và quý giá của quần đảo Galapagos.
Thuyền trưởng Guillermo Miranda, người trực tiếp chỉ huy chiến dịch bắt giữ tàu cá Phu Yuan Yuland 999 và sau đó là tàu Huel Copo, cảnh báo rằng vấn đề không chỉ dừng lại ở việc đánh bắt trái phép. Số lượng tàu cá nước ngoài đã tăng đến mức chúng đang tàn phá hệ sinh thái biển Galapagos một cách có hệ thống. Việc khai thác quá mức không chỉ đe dọa sự sống còn của các loài di cư, mà còn gây ra những hậu quả lâu dài, khó khắc phục cho hệ sinh thái biển quý giá này. Mỗi năm, một hạm đội tàu cá lớn, chủ yếu treo cờ Trung Quốc, lại di chuyển gần vùng biển xung quanh quần đảo Galapagos, nơi đã truyền cảm hứng cho Charles Darwin. Để đối phó với mối đe dọa này, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7, Hải quân Ecuador đã phối hợp với Hải quân Hoa Kỳ, Peru và Colombia tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn. Cuộc tập trận tập trung vào việc nâng cao khả năng truy đuổi và bắt giữ các tàu cá bất hợp pháp, bảo vệ sinh thái biển quý giá của Galapagos. Chính phủ Ecuador đã cáo buộc các tàu cá nước ngoài, chủ yếu là tàu Trung Quốc, cố tình tắt radar để che giấu hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của mình. Trong khi đó, phía Trung Quốc khẳng định các tàu cá của nước họ luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và không tham gia vào hoạt động đánh bắt trái phép. Kính thưa quý vị, đầu tuần này thì Peru đã chào đón sự trở về của 33 hiện vật khảo cổ quý giá được thu hồi từ các bộ sưu tập tư nhân ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và Thụy Sĩ. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa quan trọng mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Peru trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa tiền Tây Ban Nha. Nhờ nỗ lực ngoại giao tích cực, chính phủ Peru đã thành công trong việc thu hồi một lượng lớn hiện vật khảo cổ quý giá, trong đó có nhiều hiện vật được các công dân trả lại một cách tự nguyện. Bộ sưu tập 11 hiện vật khảo cổ của nền văn hóa Chancay có niên đại từ năm 1000 đến năm 1470 sau Công nguyên. Đặc biệt, có đến 7 hiện vật trong số đó được một công dân Úc tự nguyện trao trả. Đây là một đóng góp quan trọng giúp hoàn thiện bộ sưu tập về nền văn minh Chancay, từng phát triển mạnh mẽ ở vùng bờ biển trung tâm Peru. Trong khi đó, Peru đã đón nhận 10 hiện vật quý giá từ Hoa Kỳ, trong đó có những công cụ nghi lễ mang đậm dấu ấn văn hóa. Đặc biệt, một dụng cụ nghi lễ của nền văn hóa Lambayeque từng được sử dụng trong các nghi lễ tâm linh của người dân cổ đại sống ở bờ biển phía bắc Peru từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 14, đã được một nhà sưu tập ở Canada trao trả. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Phi Yến chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.